Ngoại trưởng Anh Quốc kêu gọi Serbia và Kosovo đối thoại, tin từ Pristina. Ngoại trưởng William Hague nói rằng Serbia và Kosovo phải cải thiện quan hệ để có thể cùng gia nhập Liên Âu. Ngoại trưởng Anh Quốc đang đến vùng Balkan, viếng thăm Kosovo và Serbia. Qua cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hashim Thaci ở thủ đô Pristina của Kosovo, Ngoại trưởng Hague nói rằng đối thoại để bình thường hóa quan hệ giữa Kosovo và Serbia rất cần thiết cho sự gia nhập Liên Âu. Ông ta mạnh mẽ hoan nghênh kết quả của cuộc họp giữa cao ủy Ashton và Thủ tướng Thaci. Ông ta hy vọng Kosovo và Serbia tiếp tục duy trì cơ hội hòa giải. Đàm phán giữa Serbia và Kosovo do Liên Âu làm trung gian sẽ bắt đầu vào tháng 11. Trong tuần trước, Thủ tướng Hashim Thaci đã gặp Thủ tướng Ivica Dacic của Serbia ở tại Brussels. Đây là cuộc họp cấp thủ tướng lần đầu tiên kể từ ngày Kosovo tuyên bố độc lập trong năm 2008. Liên Âu tuyên bố hai nước phải bình thường hóa quan hệ ngoại giao, giải quyết các vấn đề tranh chấp mới có thể trở thành quốc gia hội viên của Liên Âu. Kosovo đang được 90 nước công nhận, trong đó có Hoa Kỳ và 27 nước Liên Âu. Serbia tuyên bố không bao giờ thừa nhận quốc gia Kosovo.